Hôm nay mình quay video review cho các bạn xem là đồng cỏ ghế nệm mà người dân quê mình thu hoạch đây các bạn nhé. Đây là những cái bó cỏ mà để đem về cho bò ăn đây. Và cỏ ghế nệm thì khi thu hoạch thì nó cao như thế này các bạn nhé. Và năng suất của nó có thể là đạt từ khoảng 40 tấn đến 1 hecta. Và người dân quê mình trồng. Và ở đây là nó bên cạnh bờ rào này, thì chưa cắt. Bên cạnh bờ rào thì lâu rồi nó còn cao hơn nữa. Nhưng mà như thế này này là mình thu hoạch là đạt được năng suất nó ok rồi các bạn này. Thế hiện tại là người dân quê mình là trồng để cung cấp cho các nhà máy chăn nuôi bò sữa đấy. Loại này thì giá thành của nó sẽ cao hơn. Ví dụ như là cỏ voi thì 1 tấn thì tầm khoảng 400.000 thôi, nhưng mà cỏ ghế nệm này tầm khoảng 600.000 một tấn. Để các bạn có thể là xem thực tế ở đây. Cái thu hoạch là chúng ta cắt sạt gốc như thế này. Và hôm sau thì cỏ nó lại tiếp tục nó tái sinh lại các bạn nhé. Nó mọc lại. Đây. Và bên kia kìa, bên kia ở tít xa bên kia thì người dân của bên mình nó còn thu hoạch đấy. Nó còn bốc lên xe để chuẩn bị đem đi cân đấy. Và cỏ ghế nệm này thì chúng ta trồng bằng hạt giống các bạn nhé. Hiện tại là bên mình có cung cấp hạt giống loại cỏ này. Và ưu điểm của nó là thân của nó không có lông, non mềm và nhiều dinh dưỡng hơn cỏ voi. Loại này thì đem về là công ty xay ra và ủ chua các bạn nhé. Ủ chua thì nó sẽ có chứa nhiều chất dinh dưỡng hơn. Nếu mà chúng ta cho ăn trực tiếp thì chúng ta cắt non hơn một chút, nhưng mà cái này ủ chua thì mình cứ xay ra, hay ép chặt để cho bò sữa ăn thì nó tiết nhiều chất sữa hơn. Đấy, đây là đến giai đoạn này thu hoạch là đạt được năng suất nó cao. Bạn nào muốn biết thêm thông tin chi tiết thì các bạn có thể là bình luận dưới video này để mình tư vấn cho các bạn nhé. Bên mình chuyên cung cấp các loại hạt giống cỏ, và các loại cỏ mà không có hạt giống thì bên mình cung cấp thân. Đấy, đây thu hoạch xong đấy. Đây là cắt được một xe công đông. Tiếp tục ở bên này. Như thế này là tầm khoảng 6 đến 8 tấn nữa các bạn. Đấy. Còn cây cỏ như thế này phát triển tốt như thế này đấy. Bạn nào muốn biết thêm thông tin chi tiết thì có thể là bình luận dưới video này nhé, bên mình tư vấn cho các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở một số nội dung video sau.